cho các bạn. Bữa nay mình đi mua cua hoàng đế cho các bạn ăn nè các bạn. Bây giờ mình đợi vợ mình ha. Thì bây giờ mình mua được hộp cua hoàng đế rồi nè. Các bạn thấy con cua hoàng đế không? Bây giờ mình sẽ thì cái mùa này bên mình nè. Thì nó không có cua hoàng đế tươi các bạn ha. Thì mình sẽ mua cua hoàng đế đông lạnh. Đây là cái con cua hoàng đế nè các bạn. Nhưng mà nó chỉ bán cái chân thôi, nó không có bán nguyên con. Thì mình sẽ đem về mình luộc, mình sẽ chế biến. Thì trong đây có khoảng 16 tới 20 cái chân, 20 cái chân này mình sẽ chế biến nó theo kiểu mình thích ha. Ok các bạn ơi, bây giờ cái hộp King Cat đã về rồi. Thì bữa nay mình sẽ quay chi tiết hơn. Tại vì hồi bữa có nhiều bạn hỏi mình là mua ở đâu, cái cua này cua gì, nó bao nhiêu, nó nặng không, nó bự không. Thì bữa nay mình sẽ chi tiết ha. Thì cái cua hoàng đế này các bạn có thể mua hai loại. Các bạn có thể mua nguyên con như vậy, không thôi là các bạn mua sẽ mua cái càng như vậy. Thì nếu mà các bạn mua nguyên con như vậy thì các bạn phải đợi tới mùa nha. Thì cái mùa của nó kéo dài từ tháng 11 tới tháng 2 là nó hết mùa. Thì bây giờ là nó hết mùa rồi. Bởi vì họ kêu mình đợi là sang năm, sang năm có mùa thì họ sẽ bán nguyên con, còn sống luôn. Bây giờ thì hết rồi. Thì cái con này cũng là King Crab luôn các bạn. Nhưng mà cái con này nó là Golden King Crab, là con cua hoàng đế màu vàng. Các bạn thấy không? Golden, nó có nhiều loại cua hoàng đế lắm, nó có Golden nè, nó có Red King Crab, nó có Golden King Crab, Red King Crab, nó có nhiều loại lắm nha. Cái này là mình mua 6 tới 20 cái. Con nó có loại 9 tới 10 cái nữa. Thì trong một cái thùng này là 10 pound. Giống như các bạn thử nghĩ coi, tất cả đều là 10 pound hết á. Thì 16 tới 20 cái thì cái càng nó sẽ nhỏ hơn là 9 tới 12 cái. Tại vì tất cả nó cân nặng là 10 pound thì 9 tới 12 cái mà cũng 10 pound. Như vậy thì nó sẽ bự hơn là cái càng 16 tới 20 pound. Ok. Thì cái này là mình mới mua về mình bóc tem nè. Để coi trong cái hộp này nó có gì ha. Wow, chà 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 chà. Oh my god nè, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn cái chân của con này nè. Cái này mà mình cầm đi đánh lộn, mình sọt người ta cũng chết nữa chứ đừng nói là. Các bạn thấy cái que của nó không? Wow, các bạn thấy cái chân của nó không? Thường thường cái con này đó các bạn, nếu mà các bạn mua thì cái chân nó thịt nhiều, đa số là người ta ăn cái chân không à. Các bạn nhìn nè, khi mà cái con này á các bạn mua về á, ok, thì cái mình của nó đó, cái mình này nè, nó không có thịt. Tại khi mà các bạn tách ra thì cái chân nè thì cái mình này giống như là nó có sơ không, mà các bạn cũng sẽ bỏ đi thôi chứ cũng không gì. Bởi vì người ta ít mua nguyên con lắm. Nguyên con thì nó sẽ mắc tiền hơn, giống như cái mình mua cái thùng này chỉ có 120 thôi. Nhưng mà các bạn mua nguyên con á, nó lên tới 300 mấy lần. Các bạn thấy sự khác biệt không? Nhưng mà các bạn mua nguyên con thì các bạn chỉ có 8 cái càng thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 cái càng. Mà nó lên tới 300 mấy lần, trong khi các bạn mua ở đây nè, tới mười mấy cái càng luôn, mà có 100 mấy à. Thì dĩ nhiên là các bạn sẽ mua cái này rồi, nó sự lựa chọn rất là tốt. Cái con này nó thịt không nha các bạn, nhìn nè. Wow các bạn, để mình quay xa cho các bạn coi ha. Thì bây giờ mình, wow các bạn nhìn hay càng nè. Để mình so sánh cái càng này với cái chân của mình này. Ôi trời mẹ ơi. Đã thấy không? Mình đi tắm biển mà mình mà gặp cái con này chắc nó sọt mình cũng là tự chết tới bị thương. Ôi cái con này nó chân nó dài hơn chân mình đó em. Em ơi cái con này nó bự của em. Các bạn thấy không? Bây giờ thì mình sẽ chia nó ra. Mình sẽ nấu 3 món ha các bạn ha. Đó, đây là một cái cảnh cho các bạn coi. Ok các bạn ơi, bây giờ thì trước mặt của các bạn cái hộp King Crab mình hồi sáng mình mới mua. Đây thấy không? Bây giờ mình sẽ, dĩ nhiên là mình sẽ không ăn hết được trong vòng bữa nay rồi. Bây giờ mình sẽ lựa cái càng nào bự nhất cho vợ mình coi. Cái này ha, một. Cái này nữa ha, hai. Thì mình ra mình với vợ mình ăn thì mình chỉ lựa 4 kèn thôi. Còn 4 kèn kia mình đem cất đi, mình đem chấu đi. Đây mình lựa cái kèn nào nó bự cho vợ mình coi.
Dạ. Ok. Cái này không? Công nhận quả cái hộp này luôn, nó bự bằng mình luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ăn đi nấu cái cua bằng để cho các bạn coi nha. Bữa nay mình sẽ nấu chi tiết, thiệt là chi tiết luôn. Bây giờ mấy cái càng này thì mình sẽ cắt nó vô các bạn ha. Quá trời luôn nè. Wow, các bạn coi con cua bằng đới nè. Mấy cái càng nó bự hơn cái tay của mình đó. Mình nghĩ mình đánh lộn với con này mình sẽ thua, tại nó có nhiều gai quá. Thì lần này mình sẽ làm bao nhiêu mình ăn bấy nhiêu thôi ha. Lần trước mình mua nguyên hộp về thì mình ăn nguyên hộp luôn, bởi vì ăn không hết. Bữa nay thì có hai vợ chồng thôi nên mình làm đủ hai vợ chồng ăn thôi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ ngâm nó cho nó tan đá đi. Tan đá chưa đã. Đó, nó bắt đầu tan đá rồi nè. Thì có mấy bạn kêu mình nấu một cách chi tiết thì mình sẽ nấu một cách chi tiết cho các bạn coi ha. Ok. Thì cua này khi mà các bạn mua về nó đông đá, bây giờ mình ngâm nó ra đi cho nó tan đá ra. Thì có lẽ các bạn hơi nhiên là tại sao chỉ có bốn càng thôi, nhưng mà nó thực sự chỉ ăn hai cái càng thôi á là no. Với lại bữa nay mình có cái món tôm này nữa, bởi vì mình không có ăn nhiều cua hoàng đế các bạn ha. Thì như là các bạn đã coi cái video clip trước của mình rồi thì các bạn đã biết cái con cua này rồi, cái con tôm này rồi. Đây là con tôm trứng. Mặc dù nó không có trứng nhưng mình cứ gọi là tôm trứng đi. Ok. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ăn, bữa nay mình sẽ ăn mình gọi là sát bang các bạn. Có nghĩa là mình trộn nó hầm bà lằng chung nhau, vừa có tôm, vừa có cua nè, vừa có bắp nè, vừa có đậu nữa, trộn chung với nhau. Mình gọi. Ok. Thì mình gọi là sát bang đi. Vợ mình đang ướp cái con tôm vô bột. Tại vì vợ mình muốn quyết định là chế ra nhiều món. Nếu mà làm một món thì các bạn thấy không hấp dẫn. Bây giờ vợ mình sẽ chế ra thành thì để phải theo yêu cầu của các bạn. Mình sẽ gọi tên các bạn nha. Mình sẽ gọi tên Vũ Nguyễn. Vũ Nguyễn channel, hello. Bữa nay mình sẽ nấu cua hoàng đế theo yêu cầu của bạn. Ok. Bây giờ mình để cái con cua hoàng đế đây ha. Còn có nhiều bạn kêu mình là khi mà quay clip nhớ kêu tên các bạn nha, nhưng mà bây giờ mình kêu chung đi nha. Hello. Thì bây giờ mình đại đi. Các bạn thấy cái chân cua này bự không? Các bạn mình không biết lên TV nó bự cái nào, nhưng mà mình cầm ở ngoài nó rất là bự. Các bạn nhìn nè. Wow. Quá là bự luôn á. Bây giờ mình để nó tan đá đi. Bây giờ trời, mình cầm mà nó lạnh luôn á các bạn. Rồi bây giờ mình chiên sơ nó nha các bạn. Vũ Nguyễn ơi, em có thấy không? Ok, bây giờ mình sẽ chiên sơ mấy con tôm này thôi nha các bạn. Mình giờ mình chia ra mọi thứ mình làm một món ha. Còn bên đây thì mình làm me nha. Dạo này chương trình Nhân Khen Cúc nó lên đó. Biết bao nhiêu người ủng hộ gửi thư về kêu Nhân Khen Cúc nấu nhiều món cho các bạn coi. Chương trình này được phát sóng trong giờ vàng các bạn rất là thích. Đa số mà mấy cái video clip mình phát sóng là mấy giờ mà lúc các bạn chuẩn bị đi ngủ không à. Các bạn lên la ý ché luôn. Cái nói là tại sao phải đợi các bạn ngủ mới up lên, là các bạn ngủ không được. Ok, bây giờ mình sẽ lấy mấy con tôm kia ha. Thì mình sẽ làm theo kiểu cây nhà lá giường. Bữa nay mình không phải là đầu bếp chính, mình chỉ đứng phụ bếp thôi. Mình cho mấy con tôm nó ấm áo tí bột đi. Mấy con tôm này hôm qua cái clip mình làm á các bạn, nó rất là ngon. Bởi vì bữa nay mình sẽ không hấp bia nữa, mình sẽ xào me. Với lại xào kiểu Singapore. Ok, mình vớt mấy con tôm này ra nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ bỏ thêm mấy con tôm mới vô nữa. Có lẽ các bạn thắc mắc là tại sao hai vợ chồng mình cứ ăn sen quá. Ăn tôm với cua miết.
nó thật sự chứ không nào lắm các bạn ơi, không có nhìn dạy cho các bạn tưởng đâu. Thì dẫn chứ bên Mỹ thì tới lui cũng chỉ có mấy món này thôi, đồ đông lạnh không à, không có đồ tươi hả bà ha. Bên Việt Nam thì các bạn có thể ra Phú Quốc hay là Nha Trang hay là Vũng Tàu để ăn những con tôm tươi mới câu về. Nhưng mà bên Mỹ thì mình ăn đồ đông đá đây. Ok ha. Thì bây giờ mấy con tôm của mình đã chín rồi các bạn. Quá bự luôn. Quá đã luôn, con tôm nó bự quá các bạn. Bây giờ mình sơ chế trước ha, rồi mình sẽ ướp như vậy sao. Mình nấu theo kiểu Mỹ. Bây giờ mình còn giữ tôm để mình chiên nốt. Nốt nó luôn cho xong. Ok. Không nhận cái con tôm mình nó ăn cái gì mà nó bự quá các bạn. Quá trời bự luôn á. Nói không? Cái đầu của con tôm thôi là biết bao nhiêu là... Ok, bây giờ bỏ càng king crab vô chiên sơ luôn. Cái nào cũng chiên sơ qua cho nó nóng ở ngoài các bạn ha. Rồi lát nữa mình xào thịt nó sẽ chín lẹ hơn. Thôi khỏi. Wow, cái càng này dài quá, mình phải bóp nó lại các bạn. Không thể nó không vừa cái chảo. Thì thật ra thì cái càng cua hoàng đế này tụi nó đã luộc sẵn khi mà tụi nó bán cho mình rồi các bạn hiểu không? Bởi vì mình không cần phải sợ là nó không chín. Nhưng mà mình mới học được trên mạng cái cách chiên này nè. Thường thường họ sẽ chiên vô xong. Rồi nói chung là cái nào họ cũng chiên qua trước một lần hết. Rồi thí dụ mà các bạn muốn ăn xào me thì họ sẽ xào me cho các bạn. Các bạn muốn ăn gam thì họ sẽ gam cho các bạn, nhưng mà họ phải chiên qua chút xíu. Ok. Đó. Thì bữa nay mình sẽ quay cận cảnh cái cách mình chế biến để rồi lát nữa mình ăn thử cái ngon không ha. Mình nghĩ chắc ngon mà, nhân khen cúc mà, chương trình mang tên okay, mình. Ok, bây giờ vợ mình muốn ăn xúc xích nữa các bạn. Xúc xích Đức. Bây giờ vợ mình sẽ bỏ xúc xích vô ha. Nấu mà có xúc xích nữa thì ngon hơn. Trời ơi, nhìn vợ mình cắt xúc xích mà thấy thốn. Ôi dạ. Ôi dạ. Rồi, đây là xúc xích của mình. Mình sẽ bỏ chung với lại khoai lang và bắp. Cái này mà khi mà các bạn vô chợ các bạn ăn á, họ sẽ tính một cục như vậy là 25 sen. Một khúc bắp là 25 sen thì các bạn cứ đếm đi, một cục như vậy là mà họ tính các bạn là 2.000 hay là 5.000 một cục á. Nãy giờ lê quay chỉ là công đoạn sơ chế thôi các bạn ha. Thì mình sẽ chiên xong rồi mình và bây giờ mình chuẩn bị me. Rồi mình sẽ chia ra mỗi thứ một chút, mình sẽ làm món này món kia ăn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã sơ chế mấy cái càng cua hoàng đế đã xong rồi. Bây giờ cái công đoạn chính là mình sẽ nêm gia vị và cái món ăn sẽ hoàn thành. Thì nó cũng lẻm thôi, tại vì nó đã sơ chế xong rồi thì nó đã chín hết rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó không có mùi vị chứ, tại vì mình chiên không à, mình không có mùi vị. Bây giờ mình phải bỏ nó vô, giống như là mình rang me thì mình sẽ bỏ một hai càng vô ha. Còn mấy con tôm kia thì mình sẽ xào theo kiểu Singapore mà vợ mình đang nói. Ok. Còn bắp này thì lát nữa mình sẽ bỏ vô mình xào nó. Nãy giờ mình làm á, mình thấy xong mà bữa nay mình mệt mỏi quá, thì ra là mình quên uống bia các bạn. Bây giờ để mình lấy tinh thần cái đã ha. Thì hôm gà trên Facebook nó có một cái đoạn clip là cái cô bé kia đám cưới với cái anh chàng kia ở Nhật và bằng thông qua máy vi tính. Thì bữa nay mình sẽ là người đầu tiên nhậu thông qua máy vi tính nha. Bây giờ các bạn nào mà đang ăn nhậu mà thấy mình nhậu thì các bạn hãy cùng ly với mình nha. Mình sẽ là người đầu tiên nhậu online. Oh man, thơm quá à. Bia ngon các bạn. Ok, bây giờ mình uống cái đã. Bây giờ vợ mình đang chuẩn bị mấy cái đậu với lại bắp để chuẩn bị xào kiểu Singapore ha các bạn ha. Thì nãy giờ là mình chưa có bắt đầu nấu món chính, nãy giờ mình chỉ là chuẩn bị thôi. Mình phải luộc mấy cái này rồi
xào thì nó lẻ thôi, bởi bỏ vô xào qua xào lại cho nó thấm là ăn rồi. Mà xào Singapore bạn nào muốn ăn ớt chuông thì bỏ vô ha. Ok các bạn ơi, công đoạn chuẩn bị đã xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ chia ra một nửa, tức là một nửa cua hoàng đế và một nửa tôm thì mình sẽ xào kiểu Singapore, và một nửa cua hoàng đế và một nửa tôm còn lại thì mình sẽ xào xả. Ok, thì mình gọi cái bữa này là xác bang đi. Ok, bây giờ mình bỏ xả vô các bạn ha. Thì bây giờ bữa nay mình sẽ làm rất là chi tiết luôn để cho các bạn coi, các bạn thấy có nhiều bạn comment cho mình kêu mình làm chi tiết tỉ mỉ hơn. Thì lúc đầu mình không làm chi tiết tỉ mỉ thì mình sợ các bạn chán, nhưng mà các bạn đã yêu cầu thì mình phải làm thôi. Bây giờ bỏ bột cà ri nị vô các bạn ơi. Thì ở mấy cái tập ăn cua hoàng đế trước á, mình luộc quá nhiều đi, mình ăn cua hoàng đế nhiều quá mình ngán, bởi vì lần này mình ăn ít thôi ha, ăn mọi thứ một chút thôi để mấy lần sang nữa. Bởi vì mới có video về cua hoàng đế của Hoài. Nhưng mà cái này mình quên mua lá cà ri rồi, lá cà ri nữa. Cái này mà các bạn ở Việt Nam các bạn có lá cà ri á, các bạn bỏ vô thì nó sẽ thơm hơn ha. Tại vì mình xào kiểu Singapore thì nó nấu kiểu Singapore thôi, chứ giống như là nó xào cà ri gì đó. Ok. Thì mình đã đi ăn rất là nhiều nhà hàng rồi, thì mình thấy họ làm cũng vậy. Trước tiên á, các bạn vô nhà hàng các bạn muốn mua cua hoàng đế, mà thí dụ đi cua hoàng đế rang me đi, thì họ sẽ lấy theo cái tiêu, giống như các bạn mua hai kèn đi, thì sẽ họ lấy hai kèn này, họ sẽ bỏ vô chảo dầu họ chiên cho nó chín, xong rồi họ sẽ bỏ me vô, họ sẽ xào đúng hai kèn cho bạn thôi. Thì vừa ở nhà mình cũng làm vậy, không có gì khác biệt hết. Rồi người khác vô họ sẽ ăn cua hoàng đế chiên bơ đi, thì họ cũng lấy hai cái càng này, họ sẽ chiên trước, xong họ bỏ bơ vô rồi họ xào với bơ thôi. Thì nó rất là lẹ, không có gì khác biệt hết. Cái vấn đề là họ đã chế biến sẵn là y chang luôn, cái nào cũng như cái nào hết. Ok, thì bây giờ giờ mình bỏ nước cốt dừa vô. Các bạn thấy nước cốt dừa bây giờ bên đây mình cũng xài lon nữa, mình không có xài nước cốt dừa tươi. Bên Việt Nam thì các bạn xài nước cốt dừa tươi thì các bạn dắt nó từ trái dừa ra. Bên mình thì làm gì tốn công lắm, không có thời gian các bạn. Bữa mua hai trái dừa về mà chưa kịp ăn mà trái dừa bị hư rồi. Bởi vì sữa tươi không đường. Bây giờ mình bỏ sữa tươi không đường vô các bạn ha. Thì nếu mà các bạn ra ngoài quán ăn thì họ cũng làm y chang gì thôi. Bây giờ mình quay cận cảnh cho các bạn coi ha. Đó, khi mà các bạn có được cái hỗn hợp các bạn ưa thích rồi và vừa ăn rồi thì các bạn bỏ con tôm vô xào cho nó thấm thôi là ăn được, không có gì phức tạp hết. Thì các bạn cũng đừng có ngạc nhiên gì ha, tại vì ở bên Mỹ này á, nhà hàng nào nó cũng làm theo công thức này chứ. Ok, thì mình nêm nếm vừa ăn. Bây giờ mình đã có được cái hỗn hợp mình vừa ý rồi, bây giờ mình bỏ cái bắp vô các bạn ha. Bắp với lại khoai lang. Khoai tây này mình lựa loại khoai tây nhỏ các bạn, nhỏ xíu à. Ok, bây giờ món chính đã sắp xong rồi. Thì cái công đoạn mình chuẩn bị thì hơi lâu, nhưng mà lúc mà mình xào thì nó lẹ lắm, tại vì mình chỉ cho nó vô mình cho nó thấm thôi. Thì bây giờ mình sẽ chia cái tôm này ra một nửa nha các bạn. Mình sẽ không xào hết. Đó, mình lựa hai cái càng bự nhất cho vợ mình. Xào lên cho nó thấm là ăn được rồi các bạn. Tại vì hồi nãy mình đã chiên nó chín rồi.
với lại mấy cái càng cua này tụi nó cũng đã luộc luộc sẵn rồi. Ok, bây giờ cái một món nó sắp xong rồi các bạn ha. Mình cứ xào như vậy cho tới khi nó thấm là mình là bắt xuống là mình quất thôi, còn chờ đợi gì nữa. Đây là tôm cua xào kiểu Singapore nha các bạn. Thì cái càng cua nó dài quá, mình phải cắt nó làm đôi luôn. Tại nãy mình định giữ nó để nó lên hình cho nó đẹp, mà giờ nó dài quá, mình phải xử nó thôi. Chị ăn chưa em? Good. Năm một của anh. Bây giờ mình để cho nó thấm đi các bạn ha, với lại cho nó sôi lên đi, và mình sẽ vớt. Bây giờ mình sẽ làm món thứ hai, đó là cua gì em? Cua xào xả tế. Cái này mình học được ở cái quán của người Việt Nam bên này nè các bạn, ngon lắm. Ok, cái món này coi như là tạm ổn đi, bây giờ mình để đó thôi ha, không cần phải chỉnh gì thêm nữa đâu, vừa ăn rồi. Các bạn thấy giống như ở nhà hàng năm sao làm không? Xin chào các bạn đã trở lại với chương trình Nhân Khen Cúc phần 2. Ok, bây giờ mình xào nó qua cho nó thấm đều cái nước sốt đi các bạn ha. Rồi sau đó thì mình để lửa riu đi. Để mình đẩy mấy cái kèn cua bằng đế này xuống dưới cho nó chín ra. Ok. Rồi em ơi. Quá hấp dẫn luôn. Cái nước sệt sệt này là lát nữa ngon lắm. Mình sẽ chấm, mình sẽ lấy cái thịt này mình chấm với nước đó ăn. Nếu mà nó không thấm đó các bạn. Hấp dẫn quá. Ok, bây giờ tiếp món thứ hai nha các bạn. Cái món này thì tạm ổn rồi, bây giờ cho nó nóng đi. Món thứ hai nè. Giờ xong cái món này là mình ăn nha. Mình đã chịu hết nổi rồi, nó thèm thồm lắm rồi. Bây giờ mình sẽ trộn một cái nước hỗn hợp là gồm sa tế, xả với lại tỏi các bạn ha. Thơm quá, thơm nức mũi luôn. Bây giờ vợ mình lỡ tay quậy nước me các bạn. Đáng lẽ là xào xả tế mà vợ mình tưởng xào me. Bây giờ quậy nước me rồi, bây giờ chẳng lẽ bỏ uổng, thôi bỏ vô luôn. Thì cái món này gọi là sát ban mà, có nghĩa là hầm bà lằng mà. Thì mình bỏ vô luôn cho nó hầm bà lằng luôn. Ra cái gì đó. Ok, bây giờ mình bỏ gừng vô các bạn ha. Thì cái món này với món kia thì mình cũng xài chung nguyên liệu luôn, nhưng mà nó khác cái gia vị thôi. Một cái là mình xào theo kiểu curry nè, một cái là mình xào theo kiểu xả với lại sa tế. Me nữa. Ô, cái này mình có đồ chơi mới các bạn, có xúc xích nữa. Chơi này có đậu, có xúc xích. Các bạn coi xong các bạn không biết món gì luôn. Các bạn đang suy nghĩ là trời, ăn kiểu gì kỳ vậy. nếu mà theo người Mỹ họ nấu đó các bạn, thì họ sẽ lấy một cái nồi thiệt là bự luôn. Cái nồi thiệt là bự, xong họ đổ vào đường vậy. Xong họ sẽ đổ nước đầy lên cái nồi luôn. Xong rồi họ bỏ cua vô, họ bỏ tôm vô, họ bỏ bắp vô, xúc xích vô. Xong họ sẽ luộc. Xong rồi họ sẽ luộc, xong rồi họ bỏ nước cam vô nữa các bạn. Xong rồi họ bỏ trái cam vô nữa. Bỏ nguyên trái cam vô luôn. Xong rồi lát nữa họ vớt ra họ ăn. Xong rồi họ ăn bắp với lại xúc xích, khoai tây với lại ăn với cam đó luôn. Nó cũng lạ lắm. Còn mình thì mình phải nêm nếm đồ cho nó vừa ăn hay không vừa ăn nữa. Ok, bây giờ mình lại trộn tiếp cho nó thấm gia vị. Không nhận bây giờ mấy cái càng cua này nó khó thấm gia vị quá. Mốt mình phải mua cái chảo thiệt là bự mới được. Để mình nè. Chảo ăn muốn quên vô. Quên gì? Bỏ bị trắng vô cuối cùng. Phải trả mà có muốn bị trắng vô mình ăn thì nó sẽ dậy mà không trả luôn. Bây giờ mình tát mấy cái
nước sốt lên để cho nó thấm nước sốt các bạn ha. Ok. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đổ nó ra các bạn ha. Quá trời ngon luôn. Ok, cái sữa này làm gì đây? Ok các bạn ơi, bây giờ cái món chính thứ hai đã xong rồi. Đây đang làm chưa? Oh yeah. Oh yeah. Come on baby, come on. Oh yeah. Oh yeah. Ta-da, xong rồi các bạn ơi, bây giờ món. Ok các bạn ơi, bây giờ chế biến đã xong rồi, nấu ăn cũng xong rồi, bây giờ thưởng thức thôi. Thì bên đây là quên rồi. Singapore và bên đây là Việt Nam, ý lộn, đúng rồi, Việt Nam xã sắp tới. Bây giờ mình sẽ ăn thưởng thức cái thành quả của mình ha. Thì mình sẽ để cái máy quay ở đây và mình sẽ thưởng thức. Có lẽ sẽ dơ tay lắm đây. Ok các bạn ơi, bây giờ đã xong cái phần nấu ăn rồi thì mình sẽ thưởng thức nha. Thì trước mặt các bạn là cua hoàng đế. Bây giờ mình uống miếng bia mà lấy tinh thần chứ đã. Nãy giờ mình mất tinh thần quá rồi. Nên ăn đi em. Thì khi mình ăn cua hoàng đế thì dĩ nhiên là mình phải ăn với lại muối xanh rồi. Bây giờ để mình quay cận cảnh đây. Mình thấy hai cái dĩa, hai cái thao cua hoàng chén của mình. Thì dĩ nhiên là bây giờ mình ăn cái này mình sẽ hơi dơ tay rồi. Thôi bây giờ mình bắt đầu đi. Mình xin phép được nhập tiệc. Trước khi nhập tiệc mình sẽ cùng ly với các bạn nha. Các bạn coi phim, các bạn nói mình chỉ nhấp môi thôi. Bây giờ mình nhấp môi chết đi. Wow, cái cạn cua này. Thì là thấy cái cua đấy không bự không? Cái nước sốt này giờ mình ớp vừa ăn quá các bạn. Tại vì hồi bữa là mình chỉ luộc thôi à. Bây giờ mình ớp nước sốt vào luôn. Bây giờ mình sẽ không cắt cái chỗ này, mình cắt chỗ này đi. Để mình coi cái con cua này thịt nó bao nhiêu. Wow. Cái con cua này nó cái vỏ nó mỏng quá. Các bạn nhìn. Thì thường thường cái clip mình là cho người Việt Nam coi thôi, bởi vì mình không có nói tiếng Anh ha. Nó thiệt chứ mình cũng đâu biết nói tiếng Anh đâu. Wow. Cho anh nhìn cái thịt nó nè. Wow. Bây giờ thì mình thấy cái thịt là nó quá ngon luôn. Yeah. Quá dễ ăn luôn. Bây giờ cái thịt thì nó chưa có thấm nước sốt các bạn. Bây giờ phải chấm nước sốt của nó. Tại nước sốt nó nằm ở dưới cái thao hết rồi. Bây giờ mới là thật sự vừa ăn nè em qua để anh chấm nước sốt cho em nè. Hồi nãy á là anh chưa nước sốt, bây giờ chấm nước sốt nè. Men, cái con cua này nó công nhận á, mình để nói là nó thịt nhiều quá trời luôn. Bây giờ mình ăn cái kẹt thôi là mình no đó các bạn. Bây giờ ăn tiếp vừa ăn vừa nói ngon ha. Wow, các bạn thấy không? Thật quá trời luôn. Thì có hai vợ chồng ăn hả? Nên bữa nay mình sẽ làm ít thôi, mình không làm nhiều. Làm nhiều bỏ uổng lắm. Em qua đây. Để mình lột cho vợ mình ăn cái. Cái con cua bây giờ nó cũng thấm nữa các bạn, nhưng mà thì các bạn muốn, nếu mà nó muốn thấm thêm thì chấm thêm nước ở dưới nữa. Xong rồi, một cái quen biết và bự luôn. Bây giờ ăn
nước bắp đây. Phải ăn cái gì mà có rau cải vô cho đỡ ngán. Công nhận. Ông thích bây giờ. Ok, bây giờ mình ăn cái này xong rồi mình sẽ ăn thử cái này ha. Wow, cái càng nó bự quá. Nó khói nó còn bốc lên rồi các bạn. Mình thích cái xả tới hơn rồi đó. Cái này nó có no không, không có mùi. Cái này hình như mình ớt nó chưa đủ nên nó không có thơm. Nó thơm mùi curry thôi nhưng mà nó không có đậm đà. Bây giờ mình sẽ chơi nó luôn. Nhưng mà bây giờ mình ăn á thì mình vẫn đuổi được cái mùi curry nhưng mà nó không có đậm đà như cái loại như cái xả tế này các bạn ha. Wow, các bạn nhìn cái càng đây mình bẻ nó kìa. Mình ăn cái này mình đã ăn hơi dơ nha các bạn, bởi vì mình sẽ không có thời gian để tắt mở cái điện thoại của mình đâu. Đó, các bạn thấy không, các bạn thấy thịt của nó không? Wow, một cục thịt nè. Bây giờ mình sẽ chấm cái nước sốt này. Wow, các bạn thấy không, bây giờ mình đã chấm nước sốt rồi nè. Mình cho em ăn công nhận cái con cua này nó ngon ha. Nè sao bỏ nhiều nước cốt dừa với lại bỏ nhiều dừa cho đến các bạn biết không, cái con cua này á mỗi một ngày nó chỉ ăn một con sao biển hay là một con giếng biển thôi á, còn cái con mà trưởng thành á mỗi một ngày tụi nó chỉ ăn khoảng hai con sao biển, hai con giếng biển thôi mà nó bự và khố luôn. Tại cái mức ăn của nó gì đó. Hồi xưa các nhà khoa học họ nghiên cứu về cái con này á, hồi xưa người ta không ăn cái con cua được nha, thì người ta mới nghiên cứu là cái con này á nó ăn cỡ nào thì người ta mới bỏ 10 cái con vô 10 cái con cua này vô cái bể bơi, xong người ta thả một đống giếng biển luôn, một đống sao biển luôn, thì người ta phát hiện ra là mỗi một ngày á mấy con này ăn ít nhất á là một con sao biển và ăn nhiều nhất á là hai con, thì người ta mới ước tính ra được là mấy con này mỗi một ngày tụi nó chỉ ăn bao nhiêu thôi. Sở dĩ mà người ta nghiên cứu về cái con này á các bạn là tại vì cái con này nó phá hủy cái hệ sinh thái, nó ăn tất cả những cái con khác luôn, nó làm mất đi cái cân bằng. Thì khi mà mình coi tới cái đoạn phim đó mình mới suy nghĩ là ủa tại sao cái con này nó phá hủy cái hệ sinh thái mà người ta bán mắc quá vậy. Đáng lẽ là người ta phải bán rẻ để cho mình ăn, để mình tiêu diệt nó. Nhưng mà người ta khôn, mình khôn người ta cũng không có ngu các bạn. Tại vì cái con này bây giờ thịt nó rất là ngon, bây giờ nhà hàng đồ mua nhiều lắm, bởi vì tụi nó cũng kiếm được nhiều tiền lắm. Không, nó chưa xào cà ri cũng ngon á. Mà tại vì mình xào chưa tới. Sau này mua cái dĩ bự hơn để cho em xào. Đó, bởi vì cái con này đó các bạn, cái con này á, thứ nhất á, nó vừa phá hủy cái hệ sinh thái nhưng mà người ta không muốn tiêu diệt nó, tại vì thịt nó rất là ngon. Các bạn biết mỗi một năm á, người ta đi đánh bắt con này chỉ được 2 tháng thôi nha. Wow, các bạn nhìn thịt nó nè. Các bạn thấy không? Đó. Mỗi một năm người ta chỉ được đánh bắt 2 tháng thôi. Tại vì cái giấy phép mà đánh bắt cái này á, rất là khó nha các bạn. Không phải là muốn xin giấy phép là được đâu, rất là khó. Thì mấy người mà tôi sợ đánh bắt cho ăn này ngán. Đâu được ăn đâu em. Tại vì em đi á, tại vì vợ mình nói á, khi mà các bạn lên cái con tàu đánh bắt cái này á là các bạn được ăn con này thoải mái luôn, ăn ngán luôn. Nhưng mà thực sự không phải vậy đâu. Tại vì khi mà các bạn đi theo tàu đánh bắt cái con này á, ra quải sóng biển nè, với lại lạnh nữa là các bạn hết muốn ăn luôn á. Tại vì các bạn nghĩ tưởng tượng đi, đi ra quải mà
các bạn bơi giữa một cái biển băng đá hay gì đó, chắc là lạnh, giờ sóng nó cứ dở hoài à, có thể mất mạng lúc bất cứ lúc nào á. Bởi tinh thần đâu mà mình ăn nữa, có cho mình ăn cũng mình cũng không có tinh thần ăn nữa. Mình phải ngồi ở một nơi như vậy nè, mình phải ăn, mình phải uống bia. Anh thấy Mỹ nó công bằng má bằng lưới hết mà, cho ai bơi cũng được. Không, nhưng mà em đứng như thiền nó sóng nó cũng đập vô nữa, sóng lạnh lắm. Thì họ ăn, nhưng mà họ không có được thưởng thức giống như mình, không giống như mình ngồi đêm đăng nè, mình được thưởng thức, mình được review. Còn họ ok, bây giờ nãy giờ mình ăn cua hoàng đế mà mình quên cái tôm nữa, bây giờ mình tạm thời gác cua hoàng đế một bên ha. Bây giờ mình ăn cái con tôm này. Wow, con tôm này là cái con tôm Nhật mà các bạn hồi bữa mua đó. Bây giờ để mình lấy cái con tôm này, nó có nhiều nước sốt đi. Cái con tôm này nhiều nước sốt nè. Rồi, thấy không? Rồi mình ăn thử đây. Cái gì vậy? Quá ngon luôn. Cái này mà vô nhà hàng thôi là cái gì là cha em nấu dở phải không? Anh nhớ nha, nữa không nấu cho anh nữa. Cái này mình vô nhà hàng mình ăn làm sao ngon, còn ở nhà mình nấu được. Xà. Nãy giờ mình ăn mà mình quên gọi tên với bạn đó, mấy bạn kêu mình gọi tên với bạn rồi. Hello mấy bạn nha. Thì thể theo yêu cầu của bạn mình đã làm cua hoàng đế rồi á. Bữa nay mình sẽ làm hai loại cua hoàng đế xào cà ri và cua hoàng đế xào chả ớt. Lần sau thì mình sẽ làm cua hoàng đế rang bơ với lại nước muối ớt đi. Mình thấy bên Việt Nam các bạn hay ăn hay ăn tôm nước bơ với lại tôm nước muối ớt, mình sẽ làm cái đó ha. Cái mùa hay là để anh lộn tôm cho em ăn. Cái con tôm này nó bự quá các bạn. Ở bên Mỹ nó có cái con tôm gọi là tiger shrimp á, nó gọi là con tôm cọp. Rồi con tôm nó bự lắm các bạn, bự nè. Mà mình gọi con này chắc con kiến con người. Cái con này không phải là tiger shrimp đâu nha, con này con tôm của Nhật. Mà bên đây Mỹ bán tôm bỏ đầu rồi. Người Mỹ nó không có ăn tôm với đậu các bạn. Bởi vì mấy bạn dựng nó tập cho mình ăn có phép không ăn đậu. Wow. Ok, giờ con tôm này cho ăn hết thịt nhiều không? Nhưng mà cái lạ của con tôm này đó là ở sống lưng của nó có một cái đường gạch. Cái con này không có. Bây giờ con này cho vợ em. Bây giờ mình sẽ review con này đi. Rồi để mình coi con nào. Cái con nào mà ở sống lưng của nó có cái gạch đó. Oh. Wow, các bạn nhìn nè. Mấy em, cái con tôm này nó ăn cái gì mà nó bự. Rồi, cái đây nè. Bây giờ con nó có gạch nè. Để mình tìm cái con tôm nào mà nó có gạch cho các bạn coi ha. Gạch nó nè. Qua một cục. Ok. Quá ngon luôn. Ngày nào cũng ăn này chắc con chết. Rồi, các bạn thấy không? Ở sống lưng nó có cái đường gạch nè. Cái đường gạch này ăn ngon lắm. Nó giống như là gạch cua vậy đó. Gạch tôm mà. Các bạn thấy hai chồng mình đi làm gì đâu có ăn cơm đâu. Ăn mấy rồi đúng không? Ừ. Ăn gì? Cho vợ cục xúc xích. Vợ mình thích ăn xúc xích. Nó thì chứ quay vậy thôi chứ đâu ăn hết trong một ngày đâu các bạn. Nhìn nè. Cái con tôm này nó ngộ là nó có cái này. Thấy không? Cái này là cái gạch. Đây là cho em ăn gạch.
Cái gì? Trời, vợ mình mới ăn có một cái càng cua hoàng đế mà no rồi các bạn. Như là một con tôm. Trời. Hai con tôm. Ôi trời. Một con khoai tây. Một chai bắp. Ba bốn miếng đậu. Ok, vô thêm nha. Giờ mình no rồi thì mình phải hưởng hết thôi. Ôi oh yeah. Thôi đến anh lột cái càng cua đấy cho em ăn ha. Ok. Bây giờ mình sẽ lột thêm một cái càng cua hoàng đế nữa cho vợ mình ăn. Còn cái càng này nè. Cái càng này là cái càng mình xào theo kiểu sắp tới nha các bạn. Sau này nếu mà mình không có cái gì ăn á thì mình sẽ lấy ra mình xào sắp tới đi. Tại vì nó sắp tới nó thấm lẹ hơn. Cái con cua này nha các bạn, nó mỏng lắm, các bạn cắt dễ lắm. Các bạn thấy không, cắt xong rồi các bạn tách nó ra làm đôi thôi. Bây giờ để mình cắt bên này nữa. Đó, tách nó ra. Wow. Oh my god man. Các bạn thấy không, một cái con cua mà thịt nó nè. Nói chung là cái con này nó không có chỗ nào mà nó không có thịt nha. Bây giờ để mình không, cái mình không có thịt. Bây giờ để mình nhúng nó đi. Để anh nhúng như sợ tới cho em ăn ha. Đồng thời em ăn sẽ lẹt lắm. Bây giờ mình lấy cái thịt. Cút thịt đi ạ. Nhúng như sợ tới. Bây giờ mình cua này ngon các bạn. Hôm nay mình đang canh nó bán nguyên con, mình sẽ mua quay cho các bạn coi. Nhưng mà người ta nói hết mùa rồi. Wow, thật không? Hết mùa rồi. Không, cua hoàng đế sống á. Ấy dạ. Ngon quá. Ăn bắp đi. Ngon. Bây giờ mình đã gục rồi. Bây giờ vợ mình đã đi nghỉ ngơi rồi, để lại mình để đóng cái chiến tích này. Có lẽ bữa nay mình uống một lon thôi, nhưng mà bây giờ hai cái sẩn như vậy thì mình sẽ uống mấy lon đây. Dĩ nhiên là mình uống một kết rồi. Nhưng mà ngồi ăn thì mình bị buồn quá các bạn ơi. Không có tinh thần, không có bàn nhậu. Bây giờ mình ăn tiếp. Okay. Ăn xong này đi ngủ luôn, mới đi làm tiếp. Cái này hồi sáng mình mới chạy đi mua các bạn. Cái chỗ này nó mở cửa sớm lắm. Thì hồi sáng mình mua về mình mới để ý á. Cái này á, cái con cua này nó có tới 3 loại rồi nha các bạn. Thì nó có một cái loại á. Cái loại mình đang ăn là loại Golden King Crab, có nghĩa là cua hoàng đế màu vàng. Còn cái loại mà Blue King Crab nữa. Và một cái loại là Red King Crab. Bây giờ mình tạm dịch ra là một cái loại màu vàng, một cái loại màu xanh và một cái loại màu đỏ nha. Thì cái loại mình đang là loại màu vàng ha. Trên cái hộp nó có ghi hồi sáng mình mới đọc. Okay. Thì nếu như các bạn ở Việt Nam mà có muốn ăn cua hoàng đế mà không biết cách nấu á, thì các bạn có thể luộc. Các bạn luộc cũng được hay là các bạn hấp cũng được. Nói chung là khi mà mình luộc hay mình hấp mình ăn nó cũng ngon thôi à. Tại vì hải sản mà. Nhưng mà Việt Nam ra quán có làm nóng. Nhưng mà ra quán mắc. Nhưng mà có làm ngon thôi. Tại vì các bạn biết không, bây giờ nếu mà mình ở nhà, mình mua một thùng như vậy chỉ có 120 đô la thôi. Nhưng mà mình ra tiệm ăn á, họ tính mình á
bốn cái chàng như vậy nè là khoảng 80 mấy đô rồi. Nó thiệt á, các bạn ăn cũng đã. Bây giờ có thiệt chứ mình cũng no lắm rồi. Ăn, ăn hai cái kẹo nữa là lòi tan họng. Hai này để ăn nguyên tuần luôn. Các bạn thấy không? Bên Mỹ á, nấu ăn, nấu một ngày ăn không hết để ăn ngày sau nữa, ăn nguyên tuần luôn. Chứ không có ăn một ngày là xong đâu nha. Bắp này nó thấm ngon các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gán để ăn thêm một hai cục nữa ha. Tại vì mình là nhân nhậu, mình phải ngồi live dry chứ, mình ăn mình phá mồi quá thì cũng không được. Bây giờ mình ngồi mình live dry đi, thì mình thấy cái nào ngon mình chụp cái đó. Ừ. Cái này á, cái này nếu mình ăn không hết ngày mai mình để đó đó, cái mình ngày mai mình giờ mình xào lại là nó quá ngon luôn, tại nó thấm, ngày mai nó thấm dữ lắm. Ok, bây giờ mình phải nhậu tiếp cái gì đây. Chưa bây giờ mình thấy ăn mà khổ như vậy. Trước mặt quá trời là đồ ngon luôn. Có một cái kèn nữa. Nhưng mà bữa nay mình muốn ăn ít thôi. Mình không ăn nhiều, mình ăn mấy kèn nhỏ nhỏ thôi. Cái con này nó gai không? Ây da. Mình phải dùng vậy. Chơi cái chiều thôi. Hai con ăn cái con này mà bị thương nó mới ghê chứ. Ok, cái kèn nhỏ này mà nó cũng có thịt nè các bạn. Wow, các bạn nhìn cái kèn nhỏ này thôi đó. Bây giờ mình chấm với lại nước sốt đi. Quá ngon này mày. Bữa này lúc này em lên tay nghề, anh cho em 10 điểm ok. Rồi cái que này nó nhỏ các bạn. Mình tưởng tượng mà cái này nó đông mình thích. Cái nhỏ của em. Bữa nay mình luộc nó không có lâu bởi thịt nó còn có rất là nhiều nước, nó không có khô như lần trước mình luộc quá lâu các bạn, nó bị khô á, ăn không ngon. Bây giờ thịt nè. Mình rút ra được một kinh nghiệm đó là luộc mấy cái con hải sản đừng luộc lâu quá. Các bạn có đồng ý không? Bây giờ để mình đi lấy thêm một lon nữa ha. Ok, bây giờ vợ mình đã nghỉ rồi thì mình phải có thêm một lon nữa để đồng hành với mình chứ. Có lẽ là mình định uống một lon thôi, nhưng mà giờ không có vợ ở đây thì mình uống thêm một lon nữa. Thì trong tất cả các loại bia thì mình thích uống bia Budweiser nhất. Nó thì bia Heineken thì uống cũng ngon, nhưng mà mình thấy bia Budweiser thích thơm hơn các bạn. Quá là thơm luôn. Ok, bây giờ mình ăn gì đây?
thôi giờ mình ăn tôm thì nãy giờ mình chưa có ăn con tôm nào các bạn. Bây giờ lựa con tôm là nhỏ thôi, mấy con tôm nó bự quá mình ăn không hết. Mình ăn thêm một con tôm nữa thôi rồi mình kết thúc video nha. Để cho các bạn đi ngủ sớm thôi. Khi các bạn coi video của mình là các bạn ngủ không được. Tại thường thường mình up video up toàn giờ linh luôn. Up mà giờ các bạn ngủ luôn. Ngon quá các bạn ơi. Em để là con tôm này mình ăn luôn vỏ luôn nhưng mà con tôm này cái vỏ nó dày quá không ăn. Quá ngon các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì các bạn đã thấy rồi, rất là còn nhiều đồ ăn. Mà đã nói ăn. Ăn cái gì mà không ngon là uống bia vô là ngon. Bây giờ mình ăn gì đó nè. Xúc xích. Ăn đậu. Ăn đậu. Để ăn thử xúc xích coi. Thì thường thường á, khi mà các bạn coi video clip của mình á, các bạn xong rồi các bạn bấm vô mấy cái video clip mà của người Mỹ họ nấu á, các bạn thấy trong cái xưởng của họ lúc nào cũng có xúc xích với lại bắp với lại khoai tây hết trơn á. Ok. Thì các bạn có thể bấm lên lại như là core fish boil hay là canh luộc co tức á thì nó sẽ hiện ra. Thường thường là họ luộc không à, họ không có có bỏ nhiều gia vị giống như mình đâu. Ok. Cục lạp xưởng này nó chua lét à. Tại vì có me á. Cái cục lạp xưởng này nó chua lét à. Hồi nãy vợ mình bỏ me vô á. Ngon quá các bạn ơi. Ok. Bây giờ cơm nó ngủ say rồi, bây giờ làm gì các bạn? Bây giờ đi ngủ đi làm gì? Ngày mai phải đi làm. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Lần sau các bạn muốn mình làm video clip về cái gì thì các bạn hãy comment nha. Thì bữa nay mình đã làm hai cái món khác nhau rồi, đó là sa tế và curry. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái kẹt cua này coi. Cần gì chưa làm cua biển. Cua biển gì? Cua biển gì? Bây giờ còn quá trời đồ luôn, quá trời cua bằng đế luôn. Thì chắc là các bạn muốn biết ở trong cái kẹt cua bự bự này nó có cái gì đúng không? Mình biết. Bây giờ mình sẽ giết nó. Cái này mình bình định để cho nhưng mà thôi. Mình sẽ khai vị đó đi. Cho thấy cái kẹt của con cua đấy nó khác cái kẹt cái con cua Cà Mau không? Mình nhìn nào. Và để mình quay cận cảnh. Đây là cái kẹt của nó. Cái kẹt gì mà gai không? Chặt nó ra cái đó. Mày đây nó dày quá mình cắt không đứt luôn. Bây giờ mình bẻ cũng không nổi luôn. Sao mình yếu vậy. Ok. Bây giờ mình bẻ không nổi thì mình sẽ ăn từ dưới ăn lên thôi các bạn. Vì ở ngay cái khuỷu tay của nó rất là nhiều thịt. Chăm ly lại cho nó thật. Bây giờ mình chỉ theo qua lại đi.
Nồi mình lấy cái càng này thôi, mình nấu một nồi súp cua là biết bao nhiêu loại thịt cua như này luôn. Không các bạn. Công nhận cái càng to này nó thật nhiều hơn cái mấy cái càng khác nữa. Chơi dơ luôn. Bên đây mình phải xú tài mới được. Không biết các bạn có coi mấy cái chương trình mà thiên nhiên hoang dã hay là chương trình mà biển sâu, biển xanh sâu thẳm không? Thì ở trong một cái định lực mà cân bằng của tự nhiên á, thì khi mà những cái con sâu biển hay là những cái con nhím biển mà nhiều quá đó, thì những cái hệ sinh thái của biển nó sẽ mất cân bằng. Vậy nên người ta mới sinh ra mấy con cua này để ăn bớt mấy con đó. Nhưng mà mấy cái con cua này nó cũng sinh sản lẹ quá, thì nếu mà nó ăn mất hết mấy con kia thì nó sẽ mất đi cân bằng, bởi vì người ta mới bắt nó người ta ăn để cho cân bằng lại cái hệ sinh thái. Nhưng mà mình có một cái thắc mắc là tại sao họ vẫn bán mắt, đáng lẽ là họ phải bán cái tờ rẻ. Mốt mình phải gọi lại cái bộ thủy hải sản mình hỏi mới được. Mình phải kêu họ điều chỉnh cái giá này. Mình nghe người ta nói đi đánh bắt mấy con này là nhiều tiền lắm á. Nhưng mà các bạn phải ở trong cái điều kiện rất là lạnh, khoảng chừng 2 tháng đó. Nếu mà người nào chịu nổi thì đi. Nhưng mà ra ngoài nguy hiểm, có nhiều khi á, sóng biển cao lắm, nó đánh. Ok, có thể bây giờ mình cũng no quá. Ok, bây giờ mình sẽ giúp vợ mình dọn dẹp xong rồi mình đi ngủ các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bây giờ cũng hết rồi. Ok, bây giờ thì kết thúc video rồi, bây giờ thì mình đi ngủ các bạn. Bây giờ còn ly bia này thì thấy ghé ngủ chứ hết, không thể bù. Bây giờ ngồi ăn nho các bạn. Thấy chùm nho Mỹ bự không? Quá bự luôn. Nhìn trái nho nè. Bây giờ đi ngủ ha.